Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một cái kiểu tóc rất là đẹp nè các bạn ơi. Muốn chia sẻ với tất cả các bạn mới vào nghề đó là một kiểu tóc hết cổ điển chân phương đó các bạn. Nhưng mà mình ghép vô cái kỹ thuật mới bây giờ là cái kỹ thuật dùng cỡ để phá ra thì mình sẽ hết cổ điển chân phương hơi cao. Và mình dùng cái kỹ thuật là phá cỡ nè các bạn, rất là dễ học mà cho ra cái sản phẩm rất là đẹp luôn. Đó thì ở đây mình dùng cái cỡ 3mm để phá cái chân phương này. Thì cái mái tóc của em này nó rất là đều, rất là chân tóc nó rất là dày. Đó, thì mình hớt ra nó rất là nhìn nó rất là sáng. Cái chân tóc nó sáng và nó xanh đẹp lắm. Thì mình ở đây mình dùng cái cỡ 3mm đó thì tóc này không tỉa luôn, giữ cái độ dày cho cái độ dày cho có cái độ dung của tóc lên. Như các bạn thấy đó thì nó mình đã phá xong, bây giờ mình dùng lược để mình gạn tóc lên. Thì hớt chải cổ điển chân phương này thì cái kiểu tân thời bây giờ là người ta hớt hớt suông lên thôi các bạn ơi, không có hớt khớp như ngày xưa nữa. Hớt khớp như ngày xưa thì nó cái tuổi trẻ bây giờ nó không thích nữa, nó không đẹp nữa, nên dùng cái cách mới bây giờ là hất xuống lên nhìn nó đẹp hơn, nó chắc hơn nhiều. Mình đã phá cái dàn chân lên thì các bạn cũng trông thấy đó, là nó rất là bóng, rất là mới. Hất xong là nhìn cái mái tóc nó rất là mới, nó thể hiện đầy đủ cá tính của các bạn trẻ nha. Cái kiểu tóc này là mình thích hợp cho sinh viên, nhìn nó rất là nhu mì. Đó thì mình để lại cái độ dày độ dung ở trên đó thì nhìn nó rất là hàn quốc luôn. Thì mình đã phá tới đây thì nó bóng, nó trong tới đó. Tại vì lúc đầu mình đã đi dần cỡ rồi thì mình phá lúc sau dùng lược để gạn lên thì nó suông đẹp, dễ hết hơn nhiều so với cái cách thông thường mình dùng lược để mình gạn những cái kiểu chân phương thấp. Nhưng các bạn trông thấy đó rất là mau thôi, đã phá ra thì hết cái dàn này cho nó đứng lên thì rất là mau, rất là dễ hơn cái kiểu ngày xưa mình áp dụng mình móc lược kiểu chân phương thấp. Thì cái này nó thích hợp với cái sọ đầu mà suông đó, nên mình hất lên suông này nó nhìn nó rất là đẹp, rất là dễ nhìn, mà nó cũng dễ hất hơn kiểu cũ ngày xưa. Vậy là mình đã phá dàn chân xong đó các bạn, dễ làm. Giờ mình chải ngược thì sao thì nhìn cái mái tóc nó. Mình giữ lại hai máy, máy lớn, máy nhỏ, chia 7-3 nha các bạn. Nó rất là trái ngược ra sau, nó rất là thích hợp cho cái tuổi trẻ bây giờ, người ta kêu bằng kiểu xe bát đó, máy lớn, máy nhỏ đó. Thì các bạn học sinh hớt cái này nhìn rất là đẹp nha các bạn. Cái tuổi học sinh thì hớt này đẹp, lịch sự, mà nó vẫn còn lại cái máy xước để cho mình vuốt. Nhìn nó rất là manly nha. Đó các bạn thấy không, nhìn cái máy xước nó có hai bên, mình máy lớn máy nhỏ, là mình vuốt lên thì mình đi đám đi tiệc này kia nọ mình xức quát vô, mình mua một chai quát màu cái nữa là tuyệt vời luôn. Mình chơi quát màu, quát màu bây giờ bán cũng đa dạng lắm các bạn, màu xanh, màu tím, màu vàng gì các bạn cứ giữ. Phần mái tóc mình hay có cái độ ẩm hơi rồi cứ là xức quát màu lên rồi vuốt lên là tóc mình nó có màu luôn à. Thì mình đi đám tiệc xong rồi mình về mình gọi đầu là nó sẽ hết màu thôi. Như vậy thì không có bị gia đình la vào, cái đi học thì cũng không có bị thầy cô la là bị lập dị. Đấy, các bạn thấy không, hay mình đang đồ lại những cái đường liên cho nó sát bóng hơn. Lúc nãy cùng cỡ 3mm, bây giờ dùng lại cái cỡ 2mm để hết cho dàn chân sát hơn. Và một hôm mình sẽ dùng cái hàm tông đơ hớt sát cái nữa là nó bóng loáng luôn, nhìn nó rất là chắc luôn.
Thấy không các bạn, nhìn toàn cảnh nè, rất là chắc nha. Ha, lúc đầu nãy cái đầu như ấu quả xù xù cho nhưng mà hết xong này rất là êm. Anh bạn trẻ này rất là thích cái kiểu mái tóc này, là lần nào anh cũng lại anh hết cái kiểu này hết trơn á. Đó là cái cỡ 2mm các bạn, hết cho nó sắc trắng cái dần chân. Mới nhìn thôi là đã thấy đẹp đó các bạn, chưa có chải, chưa có vuốt quát đâu lại đó. Đây là, các bạn thấy không, nó có cái máy xước sẵn luôn, là nhìn nó rất là men. mình hớt bỏ đi như mấy cái cọng tóc nhỏ nhỏ hồi trước đó các bạn, cho lúc mà người ta chải lên nó có cái độ phồng, độ dung của cái máy xước á, nhìn nó im hơn. Mấy cái kiểu này của mình cũng khuyên các bạn mới làm nghề, hay là mình đừng có tỉa máy xước nha các bạn. Thì mấy cái kiểu này nên giữ cho cái máy xước có cái độ dày tự nhiên luôn. Có tỉa thì chỉ tỉa cái phần ngọn tóc cho nó đừng có bị rối phần tóc thôi. Đó, mình giữ cho phần tóc nó có cái độ dày tự nhiên, khi mà mình chải lên á sẽ cho ra cái độ phồng dung đầy đặn của cái máy xước. Thì nhìn nó sẽ êm hơn, sẽ chắc hơn. Đó, các bạn thấy không? Đó, khi mà người ta cái này là mình so lên, mình cái cắt những cái phần ngọn nó bị so le đi cho nó có cái độ đều hơn, chứ đừng cộng quá dài cộng quá ngắn. Đó, các bạn thấy không, có cái độ dung của máy xước rất là đẹp nha. Rồi vậy là xong, vậy là mình dùng những cái thao tác để trắng những đường liên đang một hơi, mình cạo cho nó mềm, nó nhẹ đi, nó không có cái độ mà nặng tay quá, người khách người ta sẽ sợ cảm giác, người ta sợ. Đó là những cái kỹ thuật của mình chia sẻ với các bạn đó, bao nhiêu kinh nghiệm thì mình chia sẻ chân thành như vậy đó nhé các bạn. Mình trắng cái đường liên đó, trắng đường liên xong lần hơi dùng cái lăm để mình cạo theo, thì nó sẽ cho mềm cái đường liên hơn, cạo nhẹ nhàng hơn, chứ mình đừng có để tóc dài vậy rồi dùng lưỡi lam mình cạo luôn là nó sẽ rất là đau, dở gác cho khách người ta sẽ thấy mình làm đau làm gác, người ta sẽ không thích. Đó, nguyên cái phần mái tóc đã thực hành xong đó các bạn thấy không, có cái máy xước rất là êm, mà mình cắt cái kiểu chân phương này thì nhìn nó rất là gọn, nó thích hợp cho tuổi trẻ nè, à, tuổi già cũng thích hợp luôn, thích hợp mọi lứa tuổi luôn. Mà cái kiểu chân phương thì nó thích hợp với mọi loại tóc, mọi lứa tuổi luôn, từ người lớn tuổi đến người trẻ tuổi, và cái kiểu trẻ em thì cũng thích hợp luôn, thích hợp. Mà cái kiểu này nó đã có hàng trăm năm nay các bạn ơi, từ đời chào Pháp tới giờ đã có cái kiểu cổ điển chân phương nè. Nhưng mà mình ở đây thì mình kết hợp vừa cổ điển vừa tân thời, mình dùng cái kiểu hớt máy xước của cái máy xước kiểu tóc Hàn Quốc á, mình áp dụng vào cái kiểu chân phương cổ điển ngày xưa, mà cái kiểu khớp á từ cái người thời chào Pháp người ta truyền qua người Việt Nam đó, thì mình sẽ kết hợp hai cái này mình cho ra. Nhìn thấy nó rất là đẹp nha các bạn. Hai bên máy lớn máy nhỏ thì nó các bạn vuốt ra đó thấy không? Nó sẽ cho cái máy xước nó dày, nó dùng nó đẹp lắm. Thì mấy bạn trẻ bây giờ người ta bắt chước theo cái kiểu của máy xước Hàn Quốc các bạn. Này các bạn nhìn thấy không? Kiểu chân phương hơi cao thôi, rất là đẹp. Mà tóc rất là dung, tóc rất là êm nha. Đó, đẹp hơn chân phương thấp ngày xưa rất là nhiều luôn. Chân phương cao rất là đẹp luôn. Máy xước nhìn rất là tuyệt vời. Bạn trẻ này rất là hài lòng với cái mái tóc này, thì đợt nào anh cũng hết cái kiểu này chứ. Tác phẩm đã hoàn thiện đó các bạn ơi. Thì mấy bạn nào mới vào nghề đó thì cứ vào đây học nghe các bạn. Ai có thấy hay thì hãy nhấn nút đỏ kết nối yêu thương với mình giùm nha các bạn. Rồi nhấn chuông để được cập nhật những cái video mới mà Vũ up lên nha các bạn. Thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã đến bên mình lúc mình cần nhất nha. Cũng mình xin thân ái chào tạm biệt các bạn ơi. Mình sẽ gắp nhạc vào, mời các bạn nghe nhạc nha.